coi chừng. Đây nè, là nó có hai cái miếng miếng dập. Cái này hồi xưa trong quá trình làm mình mới lần đầu mình cũng giống như một số các anh chị mà có hỏi với mình. Thì mới đầu làm là mình luôn luôn tìm hỏi, mình cứ theo đó. Mình bám nó, ví dụ trong quá trình mình làm được rồi mình hiểu qua mình muốn làm một số cái gọi là cái tặng phẩm, gọi là cái tặng phẩm quà lưu niệm á. Đây mình có nè, đây mình cũng đang ở đây là cái ly, mấy cái ly chuyển nhiệt nè. Thì hồi đó mình có đầu tư một cái máy ép nhiệt A3, máy gọi là máy ép áo luôn, chứ làm cái máy ép ly thế này. Và khi về mình tìm hiểu xong mình đi về thì làm nói chung về kỹ thuật thì tìm được hết rồi. Thì nói chung mua mực, mua máy in mực chuyển nhiệt lên giấy, giấy xong bỏ ép đồ, và nói chung là thành công hết. Đây là mấy một số cái mà ép lên này. Anh chị thấy rất là đẹp. Nói chung là cái này là nó khoảng gần 5 năm trời rồi đó, mà thấy các bạn thấy nó chuyển nhiệt rất là đẹp luôn. Tuy nhiên thì trong quá trình làm, khi mà làm ra thì cái số lượng khách đó, hầu như là số lượng khách nó không có, nên là bắt buộc phải ghét lại. Hôm nay nó sẽ dọn ra, mình sẽ bỏ. Đây là cái ly trắng, cái ly này đó thì sẽ chuyển nhiệt lên đây nè, sẽ chuyển nhiệt. Và với cái thiết kế file này, các bạn, các anh chị sẽ in ngược khi mà chúng ta đưa vào, chúng ta ép đó, thì nó sẽ ra thuận ha. Đây là cái ly này, ly chuyển nhiệt khoảng 50.000 một ly như thế này nè. Cái này mua cũng rất là lâu rồi. Thì trên đây, trên cái ly này nó có một, nó chán một lớp thuốc để nó giữ cái mực chuyển nhiệt vào trong đây. Các anh chị và các bạn mua cái ly thường như vậy về, các anh chị chỉ không được đâu nha. Nó phải có một cái ly riêng biệt thế này nè, và nó sẽ cái mẫu bản như vậy thôi, nó không có mẫu đa dạng nữa. Còn đối với giấy á, thì ở trên này nó có giấy chuyển nhiệt nè. Bỏ lâu quá rồi, giờ nó uống luôn rồi các anh chị. Và cái giấy này, thì cái giấy này nó sẽ có một lớp keo nữa. Đây, nó có một lớp keo đây. Lâu quá rồi nó xuống màu rồi. Thì cái giấy này thì in trên giấy thun, in trên áo thun nè. Thì trên đây mình cũng có ghi lại, tại lâu quá mà không nhớ đâu. Nhiệt độ thì khoảng 90 độ C, ép khoảng 40 giây. Đây là mấy cái giấy, cũng giấy ép nhiệt luôn nè các anh chị nè. Ui, sốc vậy luôn nè. Chuyển nhiệt á, cái này là chuyển nhiệt, đây là chuyển nhiệt ha. Thì nói chung khi mà, phải nói thật là cũng rất là khó khăn những cái lúc mà khi mình mở tiệm á. Thì mình khó có định hướng được, mình đi theo cái hướng nào cho nó phù hợp. Tại vì lúc đó mình cứ khi mà mình vừa làm xong, mình lên mạng mình tìm hiểu rồi mình vừa học hỏi, thì lúc đó cái nào mình cũng muốn làm để phát triển cái tiệm hết. Cái đó là mình phải đầu tư thêm áo. Lúc trước là mình có làm luôn cái đề can ép áo, làm cái dạng áo thể thao đó. Nhưng mà khi mà mình về thì số lượng khách chỉ lại là, các bạn thấy là cái tiệm là nó không có đủ chỗ để mình trưng bày cái gì đó. Rồi mình phải bỏ lại hết, nói chung đầu tư cũng gần đã tốn gần cả, nếu mà chi phí này kia hết thì cũng gần cả 10 triệu. Kể cả mình học thêm về mua một số cái khung lụa để giờ mình làm. Nên có một số bạn và các anh chị hỏi mình về cái phát triển về áo, thì mình nghĩ các anh chị các bạn nên tách hai cái phần khác nhau. Nếu các anh chị mà thực hiện sử dụng dịch vụ photo và in ấn thì các anh chị nên là chỉ sử dụng hai cái dịch vụ đó thôi, chứ đừng có đầu tư lan man vào những chuyện khác nữa. Và nếu mà các anh chị nào mà muốn chỉ chuyên biệt về áo, về áo, về đồng phục, áo thể thao, thì các chị nên chuyên về một bản luôn. Tại vì hai cái lĩnh vực này nó tương đối là nó khác nhau. Mới đầu thì mình cũng tưởng là nó sẽ giống nhau, tại vì cũng xét về lĩnh vực in ấn, nhưng mà in trên cái áo sẽ khác. Tại mình sẽ chuyên về bên lụa, chỉ chuyên về lụa, chúng ta sẽ học cách là lên bán lụa nè, kéo lụa nè, rồi chụp phim lụa nè, và pha màu sắc. Phải nói là in áo là một trong những kỹ thuật cũng rất là khó, chứ không phải là dễ đâu. Nên các anh chị nếu mà chuyên thì các anh chị nên chuyên luôn, và chúng ta sẽ có một showroom để chúng ta là bày bán quần áo, đồ lưu niệm, quà lưu niệm. Thì các anh chị có thể kết hợp theo quần làm những cái đồ quà lưu niệm như thế này, thì mình nghĩ nó sẽ phù hợp hơn là các anh chị vừa làm photo in ấn mà vừa thiết kế bên áo, thì các anh chị sẽ không thành công được. Thì mình cũng đã trải qua rồi, thì mình thấy cái hướng nó không chỉ họ làm. Nếu mà các anh chị làm một mình thì các anh chị không thể nào mà các anh chị ba đầu sáu tay, mà các anh chị phải làm thêm về áo nữa, cái đó là rất cực khổ. Tại áo nó phải có một cái không gian rất là rộng, kể cả các anh chị phải có một cái xưởng sản xuất, tức là xưởng đó dùng để kéo áo, có thể lắm các anh chị phải được năm bàn kéo áo thì các anh chị có thể làm được. Thì các anh chị lĩnh vực phát triển về áo thì các anh chị phát triển về áo thể thao, áo đồng phục,
áo đồng phục ở đây là áo đồng phục của học sinh, áo của học sinh hoặc là áo đồng phục gọi là đồng phục kỷ niệm của lớp hoặc là cái gì đó, thì các anh chị nên phát triển những hướng đó. Còn nếu mà các anh chị đang mở ra dịch vụ photo và in ấn thì mình nghĩ các anh chị nên chỉ sử dụng, chỉ đầu tư vào phát triển cái dịch vụ in ấn và chúng ta tập trung vào làm về in, tức là in đây là in trên giấy, in trên giấy, in có C, in trên giấy có C, rồi in tờ rơi, tờ phướng, in cả visit, thì chúng ta sẽ phát triển trên theo cái hướng in liên kết. Tại sao phải chọn in liên kết? Tại vì in liên kết nó sẽ giúp cho chúng ta là không cần phải đầu tư máy móc nhiều, chúng ta chỉ cần biết phần mềm thiết kế, kể cả phần mềm nào cũng được, có thể phần mềm Photoshop, phần mềm AI hoặc là phần mềm Corel, thì các anh chị cũng có thể làm tất tần tật, anh chị chỉ gửi file chúng ta trên thôi. Thì mình nghĩ các anh chị nên có những cái định hướng đó để được chính xác hơn. Tại lúc đầu tiên mình mở ra mình cũng rất là lan man, phải nói là cứ mỗi năm là mình phải đầu tư, phải học hỏi thế này thế kia, nên đầu tư rất là lan man. Nên bây giờ khi mà đầu tư xong thì mình thấy không hiệu quả, là mình bỏ mớ đồ, hôm nay mình mới dọn. Thì mình mới khi mà mình dọn ra mình mới nhớ được một số cái câu hỏi của tất cả các anh chị về cái định hướng phát triển, và một số các anh chị hỏi về phát triển ngành áo như thế nào đó. Thì mình không phát triển ngành áo nhưng mà mình cũng có một chút kinh nghiệm, mình đã từng tìm hiểu rồi, thì muốn chia sẻ cho tất cả các anh chị. Nếu các anh chị nào mà đầu tư về áo, vừa nãy mình nói đầu tư về áo thì chiêu về áo riêng, còn các anh chị đầu tư về dịch vụ photo và cái đó thì các anh chị đầu tư về phim để chúng ta phát triển ngành nghề tốt hơn ha. Rồi video của mình chia sẻ chút kinh nghiệm vậy thôi, nó hy vọng là nó sẽ giúp được cho tất cả các anh chị, đặc biệt các anh chị mới là có định hướng rõ hơn chúng ta nên phát triển ngành nào, nghề nào, chúng ta được lan man, chúng ta đừng có góp vô và lưu niệm hay photo copy đồ này kia, thì mình thấy nó rất là lung tung và nó phát triển không được đến mình đúng. Nếu các anh chị và các bạn cảm thấy video nó thật sự hữu ích thì các anh chị đừng quên bấm like và share để cho mọi người cùng theo dõi. Nếu các anh chị nào mới vừa ghé vào kênh Badu Official thì các anh chị cố gắng giúp mình đăng ký kênh để cho kênh mình phát triển. Và bây giờ xin chào và hẹn lại tất cả các bạn và các chị ở video sau. Chúc các bạn và các chị thật nhiều sức khỏe, làm ăn đắc và thành công trong công việc. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại nhé.